Thưa quý vị, vào sáng nay, học sinh các khối lớp 1, 8 và 9 của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn thành phố đã đến trường học trực tiếp. Công tác phòng chống dịch được các trường học thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh khi trở lại trường học. Với các học sinh lớp 1, đây là lần đầu tiên đến trường của các em kể từ khi bước sang bậc học mới. Được thầy cô đón từ cổng trường, hướng dẫn thực hiện rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào lớp học. Bỡ ngỡ nhưng đầy háo hức là tâm trạng của nhiều học sinh. Còn với các phụ huynh, bên cạnh niềm vui nhìn con trở lại trường học, còn là nỗi lo lắng khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Mình vẫn bồn chồn lo lắng, tuy nhiên cũng vẫn vui phấn khởi để cho con được đến trường gặp bạn bè và giáo viên. Vấn đề là quan trọng nhất là cái phòng chống dịch thôi. Thế còn thực tế mình để ở nhà cũng chưa chắc là mình phòng ngừa được cái dịch cho con em. Theo ghi nhận, sáng nay tại trường tiểu học Núi Thành, quận Hà Châu, số học sinh tiểu học đến trường đạt khoảng 60%. Thấu hiểu tâm tư lo lắng của gia đình học sinh, nên nhà trường đã xác định chuẩn bị thật kỹ tất cả các khâu trước khi đón học sinh. Học sinh được các thầy cô hướng dẫn, dặn dò kỹ các kỹ năng phòng chống dịch trong tiết học đầu tiên. Bên cạnh đó, nhà trường cũng chuẩn bị các phương án để hỗ trợ học sinh chưa thể đến lớp. Năm học này chúng tôi đón học sinh lớp 1 không phải là với cờ hoa, nhưng chúng tôi lại đón với các em với những vòng tay ấm áp, với những ánh mắt dịu hiền để tạo động lực, niềm tin cho phụ huynh khi đưa con đến trường. Và đặc biệt đón các em khi các em chưa làm quen với trường lớp và không có phụ huynh đi vào trường. Một cái cảm xúc mà chúng tôi nghĩ rằng cả bản thân tôi cũng như tất cả các thầy cô giáo sáng hôm nay có mặt tại cổng trường của mình không có ngôn từ nào để diễn tả được hết. Rất là xúc động và chúng tôi hy vọng rằng với cái công tác chuẩn bị và cái kỹ năng để chúng tôi trang bị cho các em về phòng chống dịch thì phụ huynh nên yên tâm để mà đưa con đến trường. Đối với bậc trung học cơ sở, học sinh các khối lớp 8, 9 đều đã được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19 nên phụ huynh tương đối yên tâm hơn khi con trở lại trường học. Đa số các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đã bố trí hai khối lớp học, hai buổi khác nhau, lệch phòng học để đảm bảo an toàn phòng dịch. Học sinh cũng được khuyến cáo thực hiện đúng 5K, không có tiết ra chơi. Sáng nay là các em đến trường thì hết sức trật tự, nghiêm túc và thực hiện đầy đủ cái thông điệp 5K. Và đối với phụ huynh cũng rất là ý thức trong cái việc mà đưa đón con em. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã xây dựng được các cái phương án để có cái xử trí những cái tình huống bất ngờ xảy ra, đảm bảo được cái sự tự tin của phụ huynh, khỏi được cái lo lắng để đảm bảo được các em đến trường. Hiện quận Liên Chiểu tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp đối với lớp 1, 8 và 9 vào ngày hôm nay như dự kiến, xuất phát từ theo dõi, phân tích đánh giá của ngành y tế cho thấy tình hình dịch bệnh tại một số địa phương trên địa bàn quận diễn biến phức tạp, trong đó phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam đang cấp độ 3. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cũng thống nhất tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, 8 và 9 trên địa bàn phường Thanh Khê Đông.